Hello, hello. 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 Chào khách. Nó nói hả? Múa đã nha. Có khách. Trời ơi, gặp điện thoại mày. Trời ơi. Gì vậy? Gì vậy? Chửi ơi. Chửi to lên. Chửi. Hello. Cái con này là ông anh ông mua 60 mấy 70 triệu, thì giờ ông đang nhờ quay cái clip quay lên coi xem có anh em nào bảo tồn không, thì ông chia lại cho anh em coi như là chỉ có 55 củ thôi. Con này thì nó nói được rất là nhiều anh chị, mà nó nói đủ thứ, nói cả ngày luôn, mà rất là hiền luôn. Có khách bắt tay đó. Mình nói nó bắt tay là nó bắt tay được ta. Chào khách. Hello con khô. Hello. Bây giờ là mình kê cái điện thoại đây mình quay á. Múa nè. Múa. Hello. Bắt tay. Hello. Không có nói bậy. Hello con cô. Chào khách. Rồi. Chào khách. Ủa. Nó có thể nói được chào khách nè, rồi hello con khô nè, rồi bắt tay nè, rồi phát tài nè. Nói chung là nó nói nếu mà mình để ở trong nhà mà mình chưa đem ra ngoài sân này nè, là nó nói dữ lắm. Đến khi đem ra ngoài này thôi, đem ra ngoài này thì nó chống, ít nói hơn là để trong nhà góc nhà nó nói suốt à. Nó cười kiểu ông già nè, ho cười quá. Nó nói nhưng mà không có nghe kỹ được. Rồi nói chào khách coi. Chào khách. Hello con khô. Họ múa đó. Múa nè. Họ nói gì đó. Nó nói nhiều lắm. Ho. Hello con khô. Chào khách. Bắt tay đó, thấy không? Bắt tay nè. Chào khách. Hello con khô. Đẹp không? Đó, kê điện thoại vô là thấy nó
nó không biết. Con này lông mới rất là đẹp luôn anh chị em ạ. Con này người ta gọi nó là vẹt Macau nha anh chị em nha. Vẹt Macau đó, con này nó có rất phải nói rất là có giá. Hello con khô, hello con khô. Nó nói cái gì á? Nó do ở đây nó ồn quá, khó nghe ha. Ồ, rồi chú giao cào cào tới rồi. Giao sâu với cào cào tới rồi. Ha 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 ha